Thưa quý vị và các bạn, là tập đoàn trụ cột của đất nước về năng lượng của chính phủ. Những năm qua, vị thế tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam ngày càng được khẳng định với những thành tựu đáng tự hào. Bằng truyền thống kỷ luật và đồng tâm, sẵn sàng đương đầu và vượt mọi khó khăn. Năm 2023 vừa qua, TKV đã một lần nữa khẳng định năng lực thích ứng linh hoạt với những biến động của cơ chế thị trường, duy trì hiệu quả sản xuất với nhiều chỉ tiêu đạt mức kỷ lục. Đời sống của gần 9 vạn công nhân cán bộ toàn tập đoàn tiếp tục được chăm lo chu đáo. Không những vậy, TKV còn hỗ trợ đối tác khách hàng thể hiện tốt vai trò là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của chính phủ, góp phần kiềm chế lạm phát thông qua việc giữ ổn định giá bán than sản xuất trong nước cho sản xuất điện. Năm 2022-2023 vừa qua là giai đoạn có nhiều khó khăn, thách thức nảy sinh với nền kinh tế nước ta do ảnh hưởng của cuộc chiến giữa Nga và Ukraine làm đứt gãy chuỗi cung ứng một số mặt hàng thiết yếu. Giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào liên tục biến động theo chiều hướng tăng cao đã gây sức ép không nhỏ với các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Đối với Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, ngoài những khó khăn chung, TKV và các đơn vị còn phải đối mặt với áp lực rất lớn trong việc giải tỏa cơn khát than tăng mạnh đột biến trong các tháng nắng nóng vừa qua. Trong khi còn có những vướng mắc liên quan đến thủ tục xin cấp phép hoạt động khoáng sản, một số chính sách của nhà nước thay đổi. Tuy khó khăn bộn bề, nhưng năm 2023 cũng là năm diễn ra rất nhiều sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng với TKV và những người thợ mỏ. Đó là kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, 5 năm thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các sự kiện của ngành như 87 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ, truyền thống ngành than 12 tháng 11, 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đoàn đại biểu công nhân cán bộ ngành than 15 tháng 11 và thực hiện lời Bác Hồ dạy xây dựng ngành than trở thành một ngành kinh tế gương mẫu. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất là cung cấp than cho nền kinh tế, chủ trương xuyên suốt của tập đoàn trong năm 2023 là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua lao động sản xuất trong lực lượng thợ mỏ các đơn vị. Theo đó, ngay từ đầu năm, các phong trào thi đua trong toàn tập đoàn đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Ngoài việc hưởng ứng triển khai các phong trào thi đua yêu nước do chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và tỉnh Quảng Ninh phát động, TKV đã vận dụng sáng tạo lồng ghép vào các phong trào thi đua cụ thể của TKV, tạo dấu ấn bản sắc riêng như thi đua giành năng suất kỷ lục dẫn đầu, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thu nhập cao, thi đua doanh nghiệp vì người lao động. Đặc biệt, năm 2023, tập đoàn tổ chức hội thi thợ giỏi kỳ thứ 12. Đây là sân chơi bổ ích được tập đoàn định kỳ tổ chức 3 năm một lần, nhằm giúp thợ mỏ TKV rèn luyện, nâng cao chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, xây dựng tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động. Các phong trào thi đua lao động trong công nhân cán bộ toàn tập đoàn được duy trì với nhịp độ rất cao đã có phần thực hiện hiệu quả các nội dung lãnh đạo, điều hành sản xuất của TKV trong năm vừa qua. Theo đó, trong năm 2023, cùng với những chiến lược dài hạn, mũi nhọn như đầu tư công nghệ khai thác, đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi số, tiếp tục triển khai các dự án xuống sâu, TKV tập trung vào các giải pháp điều hành sản xuất, tăng sản lượng, đáp ứng nhu cầu than cho các ngành kinh tế. Kết thúc năm 2023, tất cả các chỉ tiêu hoạt động, sản xuất kinh doanh của tập đoàn đều vượt tiến độ kế hoạch và có sự tăng trưởng cao từ 3 đến 10% so với thực hiện cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, tập đoàn được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đánh giá cao trong việc chủ động điều hành sản xuất, tăng sản lượng, đáp ứng than cho các nhà máy nhiệt điện, có phần đảm bảo cung ứng điện trong đợt cao điểm nắng nóng vừa qua. Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh vừa công bố những con số rất ý nghĩa. Than Vàng Danh là mỏ khai thác hầm lò có sản lượng lớn nhất TKV, mỗi năm cung cấp cho thị trường khoảng 4 triệu tấn than. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của mỏ vì vậy cũng góp phần rất quan trọng với tập đoàn trong một năm hoạt động. Kết thúc năm 2023, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh Vinacomin khai thác trên 4 triệu tấn than nguyên khai, đào trên 40.000 mét lò, chuẩn bị sản xuất, tiêu thụ trên 3,57 triệu tấn than. Tất cả các chỉ tiêu chính này đều vượt kế hoạch TKV giao và tăng so với năm 2022. Đặc biệt, nhờ quản lý tốt kỹ thuật và các chỉ tiêu công nghệ, tổ chức sàng tuyển, thu hồi than cục phục vụ tiêu thụ, doanh thu than cả năm của công ty đạt trên 6,4 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2022. Tiền lương bình quân người lao động đạt 20 triệu đồng một người một tháng, tăng 16,6% so với kế hoạch năm 2023. Riêng bình quân thu nhập của thợ lò đạt 26,7 triệu đồng một người một tháng, tăng 30% so với kế hoạch năm. Đời sống người lao động thợ mỏ tiếp tục được chăm lo, chu đáo. Năm 2023 vừa qua, đối với đơn vị cũng như đối với công ty, rất là nhiều các cái khó khăn mà đã nhận định ngay từ đầu năm. Đối với đơn vị thì là được giao nhiệm vụ là quản lý cái công nghệ nội trợ cơ giới hóa đồng bộ
Ngay từ đầu năm công ty đã giao cho đơn vị với cái sản lượng là 580.000 tấn. Và mặc dù với cái điều kiện của cái năm 2023 rất là khó khăn, đơn vị phải chuyển diện và một số cái vị trí điều kiện địa chất phay phá rồi vượt thượng rồi nước ảnh hưởng trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên với những cái khó khăn trước mắt của đầu tư được ngay từ đầu năm, nhưng mà với cái sự quyết tâm và sự đồng lòng vượt khó của đơn vị, là năm 2023 đơn vị đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch của công ty giao. Kết thúc năm 2023 đơn vị đã hoàn thành cái mức sản lượng là 700.000 tấn trên kế hoạch ban đầu là 580.000 tấn, vượt 120% so với kế hoạch ban đầu. Điều quan trọng nhất là đảm bảo được cái công tác an toàn và đảm bảo được cái đời sống thu nhập cho cán bộ công nhân viên với cái mức lương trung bình đối với cả năm 2023 là trên 22 triệu đồng trên người trên tháng. 2023 cũng là một năm thành công của Than Mông Dương với những chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đạt và vượt kế hoạch đề ra. Than sạch sản xuất đạt 1.550.000 tấn, than tiêu thụ đạt 1.565.000 tấn, mét lò đào 19.800 mét. Đặc biệt, chỉ tiêu thu nhập bình quân của người lao động công ty năm nay đạt 18,2 triệu đồng một người một tháng, tăng 3,2% so với kế hoạch. Công tác tuyển dụng lao động hầm lò cũng đạt những kết quả cao nhất từ trước tới nay, về đích trước 4 tháng so với kế hoạch tuyển dụng của năm 2023. Trong niềm vui của một năm thắng lợi, Than Mông Dương có thêm động lực bắt tay triển khai những hạng mục công việc lớn và quan trọng. Đó là chuẩn bị sẵn sàng cho dự án khai thác xuống sâu tầng âm 250 đến âm 400 mét. Năm 2023 thì ngoài cái việc đầu tư thiết bị đảm bảo cho sản xuất kinh doanh thì công tác đầu tư cũng làm được rất nhiều công tác chuẩn bị để chuẩn bị cho đưa cái phân tầng khai thác mức 250-400 vào khai thác vào quý 3 năm 2025, bao gồm công tác là lập xong cái phương án nâng cao lực vận tải được tập đoàn thông qua, và tiếp theo là cái dự án xây dựng trạm biến áp 35/6 tập đoàn cũng đã thông qua, và làm cái công đơn vị tư vấn đã lập xong cái dự án đầu tư thiết bị nâng cao năng lực thông gió mỏ. Cái này thì sang quý, ngay trong quý 1 chúng tôi sẽ trình tập đoàn thông qua làm cơ sở triển khai thực hiện. Các cái dự án và đầu tư thiết bị nâng cao năng lực vận tải, dự án trạm 35 và dự án đầu tư trạm quạt thì chúng tôi sẽ đã có lịch thi công chi tiết và công tác đầu tư cho năm 2023 và sẽ hoàn thành vào quý 3 năm 2025 để đảm bảo đưa cho cái mức khai thác âm 250 cho đến 400 vào khai thác vào quý 3 năm 2025. Hiện nay thì công ty đang tổ chức thực hiện hai cái giải pháp, hai cái phương án kỹ thuật khai thác xuống sâu cho cái tầng trừ 250 trừ 400 thì đã được tập đoàn thông qua. Đó là một cái để duy trì cái sản lượng mỏ là 1,5 triệu tấn năm. Thứ hai là tập đoàn đã thông qua cho công ty Mông Dương cái phương án nâng cao lực vận tải để công ty triển khai cái nội dung này cho xuống sâu. Đến thời điểm hiện nay hết năm 2023 thì cái khối lượng công việc mét lò đào cho cái phương án xuống sâu này thì công ty đã thực hiện được 75% cái kế hoạch của cái toàn bộ của phương án. Thì trong năm 2024 thì công ty sẽ tiếp tục triển khai 7 mũi thi công. Trong đó là có 3 mũi sẽ hoàn thiện các cái tầng ở cái mức trừ 400 để đưa vào hoạt động, và 4 mũi sẽ tập trung thi công cho các phương án nâng cao lực vận tải. Còn với những người thợ mỏ than Cao Sơn, 2023 là năm vô cùng đáng nhớ vì những khó khăn trong công tác cấp phép khai thác đã ảnh hưởng rất lớn đến việc hoàn thành sản lượng theo kế hoạch và việc làm của người lao động. Nhưng trong mọi thời điểm, sự đồng lòng sẻ chia khó khăn của những người thợ mỏ đã giúp Cao Sơn duy trì sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ. Thời điểm này, nhìn lại hành trình đã qua, Cao Sơn càng thêm động lực và cả kinh nghiệm quý báu để bước vào mùa than mới với những chiến lược sản xuất kinh doanh mới. Công ty cổ phần Than Cao Sơn thì thực hiện kế hoạch năm 2023 với cái sản lượng sắp xỉ 3.200.000 tấn than năm. Thì ở đây thì chúng tôi thực hiện là có tổng ra là có 3 cái giấy phép. Thế từ đầu năm đến tháng 7 năm 2023 thì chúng tôi đã thực hiện xong cái giấy phép của dự án cải tạo mở rộng của Than Cao Sơn, tức là giấy phép 2805. Thế bắt đầu từ đầu tháng 8 thì khi mà dự án cải tạo mở rộng nâng công suất của Than Cao Sơn được cấp phép, mà đây tôi đánh giá là cái việc là cũng sự vào cuộc của lãnh đạo tập đoàn, sự giúp đỡ của các cơ quan quản lý nhà nước, cho nên việc cấp phép cho dự án cải tạo mở rộng nâng suất mỏ than Cao Sơn rất là kịp thời, vừa khi kết thúc một cái giấy phép cũ và đến khi mà chúng tôi thực hiện dự án mới, thì vừa đảm bảo được cái quan trọng nhất là đảm bảo được việc làm cho người lao động nó kịp thời. Cái thứ hai nữa là cái về sản lượng thực hiện thì cũng được liên tục,
Và khi sau khi khởi công dự án thì công ty đã bố trí tổ chức sản xuất ổn định trở lại, bao gồm cả từ cái việc mà bố trí thiết bị trên các cái khu vực khai thác, chuẩn bị cho việc khai thác hoàn thành kế hoạch năm 2023 và chuẩn bị cả cho những cái năm sau. Báo cáo kinh tế của tập đoàn cho thấy, kết thúc 2023, sản lượng than sạch sản xuất trong nước đạt 39,3 triệu tấn, bằng 100,4% kế hoạch năm. Tại Quảng Ninh, TKV sản xuất đạt 37,3 triệu tấn than sạch, tăng 0,3 triệu tấn so với kế hoạch. Sản lượng than tiêu thụ vượt kế hoạch với hơn 48 triệu tấn, tăng gần 4%. Đặc biệt, than cấp cho sản xuất điện đạt trên 40 triệu tấn, tăng 4,2% kế hoạch năm, được xem là chỉ tiêu thể hiện rõ nhất nỗ lực sản xuất của TKV và các đơn vị trong bối cảnh hết sức khó khăn vừa qua. Có thể thấy, trước khó khăn và trách nhiệm lớn lao, một lần nữa tinh thần của người thợ mỏ, người chiến sĩ đã biến nguy thành cơ, biến khó khăn thành thuận lợi. Liên tiếp 2 năm qua, TKV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong đó nhiều chỉ tiêu hoàn thành ở mức cao kỷ lục, từ sản lượng đến doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước. Để có được kết quả này, ngoài sự cố gắng, nỗ lực, lao động sáng tạo với tinh thần kỷ luật đồng tâm, ý chí khó khăn gấp đôi, nỗ lực gấp ba, hết lòng vì sự phát triển chung của tập thể ban lãnh đạo và người lao động tập đoàn, TKV và ngành than nói chung còn nhận được sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ của Trung ương Đảng, Chính phủ, đặc biệt sự đồng hành của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương các cấp và nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong việc tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành than, tiếp tục là trợ lực lớn với TKV và các đơn vị ngành than. Ngoài việc giải quyết theo thẩm quyền, tỉnh đã đồng hành cùng ngành than trực tiếp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành giải quyết vướng mắc về công tác quy hoạch, cấp phép thăm dò, khai thác than. Năm 2023, ngành than đóng góp khoảng trên 20,9 ngàn tỷ đồng trong thu ngân sách nhà nước, trong đó TKV đóng góp 18.500 tỷ đồng, tăng 2.100 tỷ, vượt 11,6% so với cùng kỳ. Tập đoàn cũng đã xuất khẩu trên 520.000 tấn than, giá trị đạt trên 172 triệu đô la Mỹ, nộp thuế hơn 410 tỷ đồng, nhập khẩu trên 6,6 triệu tấn than, nộp thuế hơn 2.300 tỷ đồng. Điều đó cho thấy, với Quảng Ninh, ngành than mà chủ yếu là TKV tiếp tục đóng vai trò là ngành công nghiệp quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh và có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế. Theo kế hoạch năm 2024 tại Quảng Ninh, TKV sẽ sản xuất trên 35 triệu tấn than, tăng 0,7 triệu tấn, tương ứng 2% so với năm 2023. Nộp ngân sách tại Quảng Ninh đạt trên 16.000 tỷ. Những kết quả đạt được của năm 2023 đang tạo đà để TKV và những người thợ mỏ bước sang mùa than mới với quyết tâm tiếp tục giữ đà tăng trưởng, khẳng định vai trò trụ cột về an ninh năng lượng cho đất nước.